Hey, xin chào mọi người trở lại với channel của mình là DB Gaming. Thì hôm nay mình có hơi rảnh rỗi chút. Ok, thì trời bây giờ đang mưa. Thì nếu mà có ồn thì các bạn không tập cho mình nha. Thì cũng có một số bạn hỏi mình dùng phần mềm nào để quay game Ngọc Rồng, và cả phần mềm nào để ghép video Ngọc Rồng để xuất ra một video hoàn chỉnh để up YouTube. Những bạn nào làm channel thì cần biết. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ. Mình dùng Bandicam. Đây bản mình con đang quay đây. Mình dùng bản full crack. Còn những cái bản bình thường mà tải về không crack thì sẽ quay được tối đa 10 phút thôi và sẽ có chữ hiện Bandicam và nhìn trông rất là hơi gọi là gì đó ngứa mắt đấy, gọi là tầm như thế. Ok, thì mình dùng bản này full crack rồi thì mình sẽ quay được khi nào các bạn là mình quay được khoảng hơn 1 tiếng 2 tiếng rồi đấy, tầm như thế. Các bạn quay lâu, quay hơn cả 10 phút. Ok, thì mình tiếp theo là mình dùng phần mềm nào để cắt ghép video và cả xuất video. Thì mình dùng phần mềm Sorry VGA Pro 11. Bạn cũng bản full crack luôn. Tất cả bản này là bản full crack. Không phải mất tiền bỏ tiền mua bản chính gốc của nó. Làm cái gì trên mạng rất nhiều bản crack các bạn có thể tải về. Các bạn thể gõ Google để tải về. Thì mình cũng dùng cái này để cắt ghép. Đây là một mình sẽ chia sẻ các bạn. Đây là trong những số cái gọi là mình đây, trong quá trình mình làm video. Ok, thì đoạn đầu này cũng là intro. Đây, intro. Đoạn đầu là intro. Đoạn đầu là intro. Đây là giao diện chính của cái phần mềm này. Chỗ này là màn hình làm việc. Còn chỗ này là màn hình hiển thị. Còn chỗ này là bàn làm việc. Thì nó cũng cái này, phần mềm này cũng dùng dễ thôi. Các bạn muốn tìm hiểu phần dùng phần mềm này thì hãy lên YouTube tìm hiểu và học. Còn muốn tải thì lên Google gõ. Rất dễ. Ok, thì đây mình chia sẻ. Đây là một trong số những quá trình mình cắt ghép video. Đây là tập phim cậu bé 5 tuổi tập 2. Các bạn nhìn thật rất là đúng không? Nhìn rắc rối đúng không? Mà nhiều bạn nhìn cũng đơn giản thôi, thực ra nó rất phức tạp, không như bạn nghĩ. Trong quá trình mình làm thì cũng phải cắt đi cắt lại, ghép đi ghép lại cho hoàn chỉnh, làm sao cho nó đẹp mắt nhất. Đây mình sẽ phát cho bạn xem. Mình sẽ tắt tiếng. Đó. Mình cắt làm sao cho nó hoàn chỉnh nhất và thật đẹp nhất. Nó cũng khoảng mất quá nhiều thời gian đấy. Mình làm từ buổi chiều hôm 16 đến tận 2 giờ sáng hôm 17. 2 giờ sáng ấy, tầm ý là bạn đi ngủ rồi ấy. Còn nhiều bạn vẫn đang chơi game. Đó. Mình trong quá trình mình vừa quay, mình vừa ghép. Đây này, mình cho các bạn xem này. Khi là zoom ra thì rất ý. Mình cắt rất nhiều video này. Mình sẽ cắt rất nhiều video với nhau, kết hợp với nhau. Đây là chữ này. Đây là chữ này. Ở dưới là thanh nhạc, ở trên là video. Đây là những đoạn video của mình cắt này. Và những đoạn mặt trôn này. Đây mình cắt rất nhiều, mình ghép, cắt ghép. Phải cắt đi cắt lại, cắt ghép đi cắt lại ấy. Để chỉnh làm sao cho nó phù hợp nhất. Và đây là viên ngọc rồng. Ảnh viên ngọc rồng này. Đó các bạn, trong xem là các bạn xem thì sẽ thấy viên ngọc rồng ở đây. Mình cũng đã qua chỉnh sửa rồi. Đây. Mình có thể đặt nó đi động được. Đó, thấy không? Mình sẽ lọc quay lại vị trí đầu. Đã phát đây rồi. Nó đã quay lại vị trí đầu. Hiện tại bây giờ là mưa rất to nên ra là nếu mà các bạn có nghe nhỏ thì thông cảm cho mình nhá. Các bạn nhà mình mái tôn, ở trên tầng thượng là mái tôn nên ra nó rất ổn. Tầng thượng là không có, như là không làm mái trần bê tông ở đoạn trên này. Chỉ làm mái tôn luôn. Không có làm trần bê tông tiếp theo đó, để cho nhẹ cái nhà. Đó. Rất đơn giản thôi. Các bạn nào muốn làm channel thì cũng phải tìm hiểu một số phần mềm khác. Mình đây là mình dùng Sony Vegas riêng. Còn các bạn có thể tìm hiểu thêm một số phần mềm như là Bro cái người gì đó. Đó, với cả một số phần mềm cắt ghép khác. Cam cái gì đó ấy. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video và hẹn gặp các bạn lại trong những video sau.
và đừng quên nếu thấy hay hãy like và share, và đừng quên subscribe channel. Bye bye.